chương không trọng sinh thủy thế giới bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hồng thành ngã về tây ánh sáng mặt trời chậm rãi xuyên qua sông cửa sổ đánh vào một vị thiếu niên thân bên trên trống trải phòng học các học sinh đã đi hơn phân nửa khắp nơi tĩnh mịch côn trùng kêu vang dần lên bất quá cái này vị thiếu niên lại như cũ còn nằm tại cái bàn nằm ngáy o o tiểu kiếm tiểu kiếm tỉnh tan học Trương Tiểu Kiếm mông lung bên trong bị người đánh thức, mơ hồ nói: Nga, tan việc sao? Là tan học không phải là tan việc. Khi người gặp Trương Tiểu Kiếm vẻ mặt đồi phế ủ rũ bộ dạng, khích lệ nói: Mặc dù ngươi thức tỉnh một đầu cấp C Linh Thú Bì, bì Hà, nhưng người vẫn là có hy vọng, tuyệt đối không nên từ bỏ. Linh Thú bì, bì Hà. Dù là Trương Tiểu Kiếm còn không có thanh tỉnh, nghe đến cái này xa lạ từ ngữ vẫn là ngơ ngác một chút. Trương Tiểu Kiếm huynh đệ tần phấn gật gật đầu. Không sai, về sau ngươi chính là binh tôm, mà ta là tướng cua. Ngươi yên tâm, ba ba ta vô luận như thế nào đều hội chiếu cố ngươi. Trương Tiểu Kiếm im lặng trợn trắng mắt, tần phấn cái này tôn tử tại nói cái gì, hắn thế nào một câu đều nghe không hiểu. Trì hoãn một lần, Trương Tiểu Kiếm rốt cuộc thanh tỉnh qua đến, nhưng mà làm hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là lại lần nữa khẽ giật mình. Này lúc hắn đứng trước mặt một cái đại khái 17, 18 tuổi thiếu niên, hình vuông mặt, sắc mặt hơi đen, tóc tươi tốt. Tóc tươi tốt là trọng điểm. Tần phấn làm người là thật chăm chỉ, đọc thư lúc chuyên tâm việc học, sau khi tốt nghiệp chuyên tâm sự nghiệp. Vì này tuổi còn trẻ không đến 30, tóc đều cho mọc dài, lan nhân một cái. Mà lúc này tần phấn tóc không chỉ mọc trở lại, khuôn mặt còn biến đến lại non lại trẻ tuổi. Trương Tiểu Kiếm nghi ngờ nói, đây là có chuyện gì? Cái này lúc, một cổ mảnh liệt ký ức đánh tới, là như một đạo dị vật, cùng bạo mà thẳng tắp sen vào đầu óc của hắn, thô lỗ lưu động. Trương Tiểu Kiếm cấp tốc xem lấy trong đầu ký ức, kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà là trọng sinh. Hắn trọng sinh đến cao trung thời kỳ, đồng thời cái này thế giới còn phát sinh biến đổi lớn. Mà tần phấn phía trước nói đến linh thú, bì bì hà, thì là thế giới biến đổi lớn sau sinh ra đặc thù nghề nghiệp, ngự hải sư. Ngự hải sư, chống cự hải dương xâm nhập tu luyện người, chiến quốc lịch năm 350, cái này thế giới nam, bắt lưỡng cực bỗng nhiên hòa tan, đồng thời nước bên trong sinh vật tiến hóa thành yêu tộc. Không đến thời gian mấy chục năm, nước biển không ngừng dâng lên, trọn vẹn trướng 66 mét. Mà đã như thế, mặt biển yên nguyên còn tại dâng lên. Hiện nay hơn 200 năm trôi qua, toàn cầu mặt biển đã trọn vẹn dâng lên 200 mét, bình quân hàng năm mặt biển dâng lên 1 mét. Cái này đưa đến tai nạn chính là nguyên bản phồn vinh giàu có tề châu, yến châu, sở châu, càng châu các loại bình nguyên địa khu toàn bộ vĩnh tán đáy biển, hóa thành ung dương đại hải, biến thành thủy tộc nhạc viên. Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn giật mình kêu lên. Còn tốt hắn gia là tọa lạc tại Tây Mang cao nguyên phía trên, độ cao so với mặt biển chỗ tại 400 300, 500 mét ở giữa, nếu không chẳng phải là sớm liền bị chìm rồi. Mà làm nước biển dần dần dâng lên sau đó, người nhóm ở trong nước biển phát hiện một loại đặc thù năng lượng, linh lực. Tại linh lực tác dụng dưới, nước bên trong sinh vật hình thể không ngừng tăng lớn, thực nhân ngư biến thành 2M, con cu ba m cá trình biển 4m. Kinh khủng nhất là, những này nước bên trong sinh vật còn tiến hóa ra trí tuệ. Nói cách khác, tại cái này song song trong thế giới nước, không phải nhân loại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, mà là nước bên trong yêu tộc. May mắn linh lực đối với nhân loại cũng hữu hiệu quả, nhân loại thức tỉnh linh thú đi hướng siêu phàm, nắm giữ sức tự vệ. Bất quá thế cục yên nguyên không dung lạc quan, hiện nay nhân tộc yên nguyên suy thoái, khốn thủ trên đất bằng, đồng thời lục địa một điểm điểm bị nước biển bao phủ. Cái này thế giới, thật là nguy hiểm. Trương Tiểu Kiếm Thất Kinh nói, không cùng ngươi kéo, ta về nhà tần phấn thu thập xong túi sách đối trương tiểu kiếm quỳ lạy nói tân nhìn lấy tần phấn kia từ từ đi xa non nớt thân ảnh vừa tiếp nhận trọng sinh trương tiểu kiếm bỗng nhiên đại não bỗng nhiên một lần nghĩ lên một cái vạn phần vấn đề trọng yếu vội vàng hô lớn tần phấn hả ta nói chuyện khả năng càng trực tiếp nhưng mà ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta cũng là vì ngươi tốt cái gì sự tình trương tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xin mời hỏi cha ngươi chết không tần phấn sắc mặt cuồng đen trên trán gân xanh cuồng loạn ngươi cho da bò trương tiểu kiếm ngượng ngùng bất quá nhìn tần phấn phản ứng này hắn cha tựa hồ là còn chưa có chết không có chết liền tốt tần phấn không biết nhưng là trọng sinh trương tiểu kiếm biết rõ tương lai tần phấn sở dĩ tuổi còn trẻ liền đầu trọc Nguyên nhân chủ yếu liền là hắn cấp ba lúc hắn cha một lần ngoại ý muốn bỏ mình, lưu lại hắn cùng mẫu thân cô nhi quả mẫu hai cái, sinh hoạt mười phần túng quẫn. Hiện nay trọng sinh, trương tiểu kiếm thế nào nói cũng phải giúp nhà mình huynh đệ cải biến vận mệnh. Ân, ừ, đêm nay lại cùng tần phấn nói tỉ mỉ một lần hắn cha sự tình, phòng ngừa trắc rối có thể xuất hiện. Hắn cha hẳn là sẽ không hảo chết không chết, đêm nay liền chết a, à, nói cho cùng sự tình qua lâu như vậy tần phấn hắn cha cụ thể chết ngày cũng nhớ không phải là rất thanh. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Kiếm cũng nhớ tới cha mẹ của mình. Nội tâm dây lát ở giữa nhiều cảm xúc hỗn hợp, rất lâu không thấy hắn nhóm A đi ra cửa trường, Trương Tiểu Kiếm một bên lật lên ký ức, một bên thấp thỏm hướng ra bên trong đi tới. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Trương Tiểu Kiếm cảm giác quen thuộc vừa xa lạ, vui sướng lại chua sót. 20 phút về sau, Trương Tiểu Kiếm đến một tòa thấp cũ tiểu khu trước, hắn đứng ở dưới lầu do dự một chút, đi đến trong đó một tòa, bò lên trên lầu năm. Nhìn lên trước mặt vô cùng quen thuộc môn, trương tiểu kiếm hít vào một hơi thật sâu, hai cái, ba hơi. Mấy chục hơi, rốt cuộc móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, lộ ra bên trong một cái nhị phòng một phòng khách, 60 bình trái phải căn phòng. Nhi tử, ngươi trở về rồi. Nghe đến tiếng mở cửa, bên cạnh trong phòng bếp lập tức dò xét ra một trương mặt lộ vui sướng nữ tính gương mặt tiểu kiếm. Ngồi tại phòng khách xem tivi một vị trung niên nam nhân, thoạt nhìn sắc mặt hơi chút nghiêm túc, nhưng mà này lúc nghe tiếng cũng nhanh bước đi tới. Nhìn lấy hai cái đang nhớ lại bên trong liên tiếp xuất hiện gương mặt, trương tiểu kiếm căng cứng mặt trốt cục nhìn không được, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Trương phụ trương viễn xem xét trương tiểu kiếm đỏ mắt bộ dáng, còn cho là hắn tại vì hôm nay thức tỉnh sự tình thương tâm, đi tới ông hắn bả vai. Nhi tử ngốc, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì tốt thương tâm cha mẹ đối ngươi yêu cầu cũng không cao chỉ là có thể thức tỉnh cũng rất không tệ ta cũng hỏi thăm một chút trường học các ngươi bên trong đại bộ phận người cũng đều là cấp c linh thú cấp b linh thú rất ít cho nên không cần để ở trong lòng trương mụ lý quyên cũng an ủi nhi tử ngốc ngươi có bao nhiêu cân lượng cha mẹ còn không rõ ràng lắm sao ngươi có thể thức tỉnh cũng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh đến nhanh điểm ngồi xuống ăn cơm. Nguyên bản còn có chút thương cảm Trương Tiểu Kiếm, lập tức bị chính mình mẫu thân làm dở khóc dở cười. Mẹ ngươi đây là tại an ủi ta vẫn là đang đã kích ta a à. bất quá Lý Quyên nói đích xác đều là sự thật, dựa theo Trương Tiểu Kiếm não hải bên trong ký ức, Hồng Thành là một cái tiểu huyện thành, Hồng Thành một bên trong bên trong học sinh, có thể đủ thức tỉnh ra linh thú học sinh đại khái chỉ ở khoảng 3 phần 10, đại thành thì muốn cao một chút 4 thành bình thường thức tỉnh thời gian cắt chỉ đến 18 tuổi tròn trái phải, Trương Tiểu Kiếm vừa tốt đuổi kịp cái này chuyến xe cuối. Cái này là một cái thật nhỏ xác suất, cho nên Trương Tiểu Kiếm có thể thức tỉnh, hắn nhóm đã rất thỏa mãn. Thức tỉnh học sinh bên trong, đại bộ phận đều là cấp C, cấp B càng ít, mỗi cái lớp đại khái là 2, 3 người. Trương Tiểu Kiếm huynh đệ tầng phấn liền là cái này hai, ba người bên trong một người, thức tỉnh cấp B linh thú, dung nham cự giải. Trương Tiểu Kiếm là binh tôm, Tần Phấn là tướng cua. Ân, ừ, ăn cơm đi, hôm nay ngươi thành công thức tỉnh, ngươi mẹ cao hứng, cố ý cho ngươi làm một phần tiệc. Giang Phụ cười ha hả kéo lấy Trương Tiểu Kiếm đến trước bàn cơm. Trương Tiểu Kiếm đến trước bàn ăn, chỉ gặp phía trên món ăn phân biệt là cà nước vàng tôm, bông cải xanh xào tôm, hương xóp giòn tôm chiên, hương xóp giòn lòng đỏ trứng tôm, muối tiêu ngâm tôm, kiểu thái cây ngọt tôm, nồi hương cây tôm, tôm khô trứng gà canh. Ờ, à, sau cùng còn có một tô canh, dây mướp ốc khô tôm bóc vỏ canh. Tám đồ ăn một chén canh, tất cả đều là tôm. Cùng tại Lam Tinh so sánh, những này tôm hình thể đều có chút lớn, mỗi cái ước thành người lớn chừng bàn tay, xác thịt đỏ non, thoạt nhìn mười phần mê người. Trương Tiểu Kiếm đại trừng hai mắt, nhìn không được nói ra. Cha, mẹ, chúng ta là nửa đời sau đều không có cơ hội ăn tôm sao? cho nên hiện tại một lần tính ăn đủ. Nói bậy cái gì đâu. Lý Quyên một bàn tay liền hô tại trương tiểu kiếm trên ót, mắng, đồng thời tại bát ăn cơm của hắn gấp một cái tôm bự. Đứa nhỏ ngốc, cái này gọi là dùng hình bổ hình. Ăn não bổ não, ăn tôm bổ tôm. Không ăn nhiều một điểm tôm thịt bồi bổ, ngươi bị bị hà thế nào trở nên cường đại. Trương Tiểu Kiếm Nghiêm cẩn một điểm từ phân loại học lên đến nói, bì bì hạ cũng không phải là thuộc về tôm. Bất quá dù sao hai cái dáng dấp rất giống, cũng tính là bổ hình. Tiểu kiếm suy nghĩ một chút vẫn là không uống nắng mẫu thân sai lầm, miễn đến chờ một chút cái óc lại phải thay đổi đến một bàn tay. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.